Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay và đấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ, em đã theo dõi và xem video của chị từ rất lâu trên YouTube và em cảm ơn chị về những lời khuyên rất bổ ích. Lần này em thực sự đã gặp rắc rối trong chuyện tình cảm và em rất mong được chị tư vấn ạ. Em và anh ý năm nay đều 22 tuổi, bọn em quen nhau là do chị gái em giới thiệu vì anh làm cùng công ty với chị em. Và bọn em mới nói chuyện được khoảng hơn 1 tháng mà vẫn chưa là người yêu của nhau. Ban đầu anh nhắn tin nói chuyện với em rất bình thường và khoảng 1 tuần sau đó có rủ em đi chơi nhưng em từ chối vì chưa sẵn sàng và em đã nói là em bận. Sau tuần thứ 2 thì em có đi uống nước và gặp anh. Anh có đi cùng hai người bạn, mọi thứ đều bình thường. Nhưng đợt vừa rồi anh nói anh bị rola nên không thể xuống gặp em được. Anh có rủ em nghỉ lễ này đi biển chơi và em đã đồng ý, nhưng phải đặt riêng phòng, anh cũng đồng ý. Có một lần anh nhắn tin, em trả lời, anh xem xong thì mãi đến ngày hôm sau mới trả lời em. Có một hai lần như vậy em đã dỗi không trả lời tin nhắn của anh và anh đã hỏi chị em là làm sao mà không nhắn tin cho anh. Khi biết được lý do là vậy thì anh đã nói anh quên mất và xin lỗi em thật lòng. Anh còn nói sẽ mua trà sữa để xin lỗi em, nhưng em bảo không cần và nói chuyện với anh bình thường. Cho đến ngày hôm qua anh khỏi Zola thì đã rủ em là hôm này xuống chơi. Em nói là ban ngày em đi chơi thì anh nói tối rảnh anh xuống. Em đã đồng ý buổi sáng, em mải chơi nên có trả lời tin nhắn của anh chậm. Em đã không hiểu vì lý do gì mà tầm tối anh hủy hẹn và nói là tối nay hoãn em nhé. Em đã rất buồn và giận. Em đã không hỏi và nói vâng. Rồi em có đăng story là thời gian qua đã tốn khá nhiều thời gian cho những người muốn trêu đùa mình. Anh đã xem và rep là ai dám trêu đùa em, bảo anh. Anh đã trả lời em nhưng không hề biết đó chính là anh. Em nói là ai thì anh tự rõ. Trong lúc tức giận vì bị hủy hẹn, em đã nói là nghỉ lễ này, em bận em không đi nữa. Anh bảo là ừ em bận thì thôi và bọn em cũng không nói chuyện gì nữa. Hành động của anh làm em rất hoang mang, dù cho bọn em vẫn chưa yêu nhau và anh cũng chỉ đang tán em. Nhưng em cảm thấy càng ngày thì anh càng không sắp xếp thời gian để gặp em, nhưng anh vẫn có thời gian để đi chơi với bạn bè. Có nhiều lần anh cũng gửi hình ảnh video nói là thích và nhớ em. Em phải làm sao ạ? Mong chị tư vấn cho em. Em rất thích anh nhưng vẫn tỏ ra bình thường, còn anh thì lại làm em hoang mang. Rất khó nói ra những suy nghĩ vì anh mới chỉ đang tán em, chưa là gì của nhau. Em cũng rất ít chủ động liên lạc với anh mà toàn là em đợi anh ạ. Mong chị tư vấn giúp em. Là trong mối quan hệ lúc tán tỉnh thì con gái phải làm gì ạ? Em cảm ơn chị nhiều. Em mong chị lắng nghe câu chuyện của em ạ. Em thân mến, trong cái mối tình này thì em phải hiểu một điều này. Anh này anh ý chưa có yêu em. Anh không thực sự yêu em. Anh thì chỉ coi em là một cô gái để anh tán. Tán được thì vui mà chẳng tán được thì thôi. Chứ không thực sự là một cô gái quan trọng trong cuộc sống của anh ý. Cái sai, cái vấn đề của em là em trao tình cảm đi quá là sớm. Và nếu em có xem video của chị thì em cũng sẽ hiểu rằng đàn ông tán một cô gái không có nghĩa là yêu cô gái đấy. Em phải hiểu là như thế. Đôi khi đối với đàn ông, tán con gái chỉ để chứng tỏ rằng mình có khả năng tán gái. Đôi khi tán gái chỉ để luyện cái khả năng tán tỉnh cô gái của mình thôi. Cho nên em không hiểu mà em chưa biết là người ta có chân thành thật lòng với mình không mà em đã trao đi tình cảm rồi. Và đấy chính là lý do mà bây giờ em đang hoang mang và đang đau khổ đấy. Nhưng nhớ cho chị nhá, đàn ông tán em không có nghĩa là người yêu em. Rất nhiều cô gái hiểu lầm, cứ ở đấy và cứ kiêu ngạo và nghĩ rằng mình ở đây mình ngồi mình chờ người ta tán và mình có giá trị. Không phải như thế em. Ở trong tình cảm này chị cũng thấy em cũng không thể hiện được rằng mình là một cô gái thực sự là chân thành hay có những điểm gì tốt mà để người đàn ông này người ta phải yêu em và thích em cả. Em cũng hời hợt mà anh cũng hời hợt trong tình cảm này. Đấy chính là lý do mà tình yêu này, tình cảm này nó chẳng thể tiến xa hơn được. Một, em phải hiểu rằng anh không thực sự yêu em. Có chăng chỉ là sự thinh thích nhưng nó không phải là ở cái mức độ cao. Người ta tán em và đơn giản chỉ là để tán cho vui. Tán cũng được mà không tán cũng được. Tại sao chị có thể nói như thế? Bởi vì anh ta sẵn sàng hủy hẹn với em. Bởi vì một người ta thực sự yêu em, có được cuộc hẹn với em người ta trân trọng lắm. Người ta có thể gạt bỏ tất cả những thứ khác để đi gặp cô gái của mình. Chứ không phải là mình có thể sẵn sàng là dành thời gian cho bạn bè mình mà mình không có thời gian dành cho người mình yêu, không phải như thế. Đơn giản là vì mình không quan trọng cho cuộc sống của người ta như thế mà thôi. Và những người đàn ông mà thực sự yêu em ấy, khi em nói ra những câu mà làm người ta tổn thương ấy, người ta sẽ giận em. Chứ người ta không thoải mái được như anh này đâu. Ví dụ em đăng một cái bài nói là ồ, dành thời gian cho một người không trân trọng mình ấy,
Thì nếu như là người thực sự yêu em, người ta sẽ nói chuyện với em, giải thích với em, chứ không phải là người vô tư để mà nói rằng ôi ai bảo anh. Thực ra người ta thừa biết là em đang nói đến người ta rồi, nhưng người ta cố tình nói. Cho nên chị hy vọng là em hiểu rằng anh ấy đang không thực sự yêu em. Tán em không có nghĩa là yêu em nhá. Cái hơn nữa đấy, đấy chính là nếu em thực sự thích người ta thì cũng hãy nói chuyện với người ta, chủ động với người ta đi, chứ không phải là chị cứ ngồi đấy xong chờ người ta chủ động với mình. Thì bằng cách này người ta cũng thấy rằng ồ cô này cũng chẳng tha thiết gì với mình đâu, cô cũng có thích mình đâu mà. Thế cho nên là thành ra là em hời hợt, người ta cũng hời hợt. Cho nên tình cảm này nếu em thực sự thích anh ấy và cũng muốn là bọn em có một cái tương lai nào đấy, thì đôi khi bây giờ chị không bắt em phải yêu anh ấy luôn, nhưng mà mình thận trọng hơn này. Sau đó là đôi khi là anh nhắn tin cho mình, đôi khi là mình nhắn tin cho anh ấy. Hãy là những người bạn thật tốt với nhau đi, xong rồi trao đổi quan điểm với nhau trong tình yêu. Đôi khi đi cà phê, đôi khi đi uống nước, nói chuyện với nhau, quan điểm với nhau trong tình yêu rằng à, nếu mà yêu nhau thì phải yêu nhau một cách chân thành, yêu nhau một cách chung thủy. Ví dụ có những câu nói mà trong các video chị làm đấy, để mình làm một người con gái có quan điểm, có chính kiến, để rồi khi tiếp xúc với mình anh ấy thấy à, đây là một kiểu con gái mà mình rất thích, đây là kiểu con gái mà mình muốn lấy làm vợ đấy. Em phải thể hiện được bản thân mình khi với cương vị của một người làm bạn như thế, thì rồi dần dần mới cho người ta có điều kiện để người ta quan tâm em. Chứ bây giờ người ta đã hiểu gì về em đâu mà bảo yêu em nào. Và đơn giản là tâm lý của người ta cũng chỉ là để tán cho vui thôi. Thì em đừng có kỳ vọng quá nhiều, mà bây giờ hãy dùng thời gian làm bạn như này để tìm hiểu thêm về anh ý. Đôi khi anh ấy chủ động với mình, đôi khi mình cũng chủ động với anh ý. Để đôi khi người đâu cảm thấy tự hào, à cô ấy chủ động với mình rồi đấy, ví dụ như thế thì anh cũng cảm thấy thích. Rồi đừng vội vàng thể hiện rằng mình yêu anh ý nhá. Cho đến khi nào mình thực sự thấy cái sự chân thành của anh ý thì mình mới thể hiện ra, mình mới đồng ý là yêu anh ý thôi. Còn bây giờ em cứ làm bạn đi, tìm hiểu đi. Em chưa hiểu kỹ về người đàn ông này đâu, hãy tìm hiểu kỹ, hãy làm bạn thật tốt với nhau đi đã. Rồi có sự quan tâm qua lại để rồi một ngày mà em ngỡ ngàng nhận ra rằng đây là một người mà mình yêu ở trong đời. Chứ là con gái ấy, đừng bao giờ chỉ ngồi đấy và chờ người ta tán. Đôi khi em phải tán lại người ta, em thích người ta em tán lại người ta, đúng không? Nói những câu ngọt ngào này, nói những câu quan tâm này, nhưng mà không phải là quá rõ ràng là à, thể hiện là em yêu anh rồi. Để anh cũng phải xao xuyến trước sự quan tâm của mình, để anh xao xuyến trước cái sự dịu dàng và ngọt ngào của mình, đúng không nào? Thì bằng cách đấy rồi người đàn ông sẽ phụ thuộc vào em. Chứ còn em ngồi đây em chờ người ta tán em ấy, thì rồi em sẽ bất hạnh, bởi vì em phụ thuộc vào sự tán tỉnh của người ta. Còn nếu đôi khi em cũng có sự tán tỉnh lại người ta nữa, thì rồi người ta sẽ phụ thuộc vào sự tán tỉnh của em. Thì bằng cái cách đấy thì em có thể yêu và được yêu. Chứ bây giờ ngồi đây và chờ hạnh phúc thì em sẽ bất hạnh khi một người đàn ông lại không chân thành với em rồi nhá. Bây giờ hãy coi như đây một cơ hội để mình tìm hiểu về một người đàn ông, để xem em có phù hợp với mình không. Hãy cứ nói chuyện với nhau đi, hãy cứ tìm hiểu nhau đi. Không chắc đã là người mình yêu đâu, mình chỉ xao xuyến cái lúc đấy thôi. Nhưng mà để là một người đàn ông ở trong cuộc đời của mình ấy, thì mình cũng không xuề xòa đâu, mình phải tìm hiểu thật là kỹ. Thì em cứ làm bạn đi, cứ nói chuyện đi, làm bạn tốt với nhau đi, để rồi nhận ra xem là mình có thể tiến tới với nhau không, đây có phải là người đàn ông mà mình cần ở trong đời không. Chứ không phải là con gái ngồi đấy chờ một người đàn ông có hứng thú với mình đến tán mình, xong rồi mình đồng ý, thì không phải như thế nhá. Làm chủ hạnh phúc của mình, làm chủ tình yêu của mình bằng cách đứng lên tìm hiểu người đàn ông mà mình yêu, tìm hiểu người đàn ông mình thích, để xem anh có phù hợp với mình không. Và rồi em sẽ có hạnh phúc nhá. Xem thêm cái video của chị về cái chủ đề là cách tán tỉnh mà khiến đàn ông thích mê. Con gái phải biết cách tán, tán một cách tinh tế, để tán như không tán và tán mà người đàn ông cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhá. Chứ không phải là ngồi đấy chờ người ta tán không đâu. Nhớ lời của chị. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.